Dạ vâng, xin chào mừng cô bác anh chị đã đến với kênh Tiệm Giải Trí 88. Xin chào mừng cô bác anh chị, chúc quý cô bác anh chị có một ngày mới tràn đầy năng lượng nha. Thì buổi sáng ngày hôm nay đây em lại có một cái này thắt lưng, toàn thắt lưng si hiệu Âu, thắt lưng NV, thắt lưng Levi, Hermes, rồi Burberry, có mấy loại rất là đẹp, rất là xịn nhé, hàng siêu tầm của anh chị nhé. Có anh chị nào mà ưng mẫu nào thì nhanh tay nhé, thì liên hệ vào số theo địa chỉ theo số này giúp em. Số của em có địa chỉ là Hạc Đình, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc nhé. Anh chị nào mà gần shop em thì có thể là liên hệ, có thể là đến tận shop để anh em giao lưu của anh chị nhé. Em rất mong được hân hạnh đón tiếp anh chị tại nhà. Số liên hệ chỗ hàng của bên em là số 0987377553, số Zalo là 0919628425. Anh chị xem trên YouTube thì anh chị đừng chốt hàng trên YouTube nhé, bởi vì có một số anh chị chốt hàng trên YouTube là không cho em số điện thoại, em không thể nào liên lạc được. Thứ hai, anh chị cũng có thể search vào Zalo, bởi vì trên Zalo của em có rất nhiều các cái sản phẩm khác nhau, ví dụ túi ví, giày dép, thắt lưng em đăng ở trên đó. Thì như em đã nói, bên shop em có rất nhiều các cái sản phẩm khác nhau, mặt hàng khác nhau, túi ví da thật, túi rồi thì các loại da, các loại hãng, túi vài trăm cho đến vài triệu, em đều có cả anh chị nhé. Và thắt lưng si hiệu, thắt lưng da bò, rồi thì giày bóng đá, giày nam công sở, giày thể thao của các hãng khác nhau. Đó, đây là số liên hệ của bên em anh chị nhé. Đó, em xin phép được bắt đầu nhé. Đầu tiên em lên cho cô anh chị một con Levi. Con Levi này nó có cái chiều dài là em xin phép được là đo chiều dài luôn, em đo từ khóa nha chị nhé, em kéo từ khóa xem của nó là có chiều dài là bao nhiêu. Chiều dài là 1m25 này chị nhé, có chiều dài 1m25, bản là bản mày là bản 3.5 chị nhé. Đó thì em view rất kỹ, và cái mặt hàng này em cũng bán nhiều trên kênh rồi chị nhé, bán nhiều trên kênh rồi. Cái device thì nó có rất nhiều các cái dòng khóa khác nhau. Cái này là da bò ý nha các bác anh chị nhé, cái này là da bò ý nhé, chất lượng còn gần như khoảng 90%. Đó, phần mặt trước của nó thì được đánh làm nhãn và đánh bóng anh chị nhé, được làm nhãn và đã được làm nhãn và đánh bóng này. Đó, đã được làm nhãn và đánh bóng. Cái này là ba lỗ cơ bản anh chị nhé, và đuôi nó vẫn còn nguyên này, phần đuôi của chữ Levi vẫn còn nguyên. Đó, thì như em đã nói rồi, thì các cái dòng khóa kim, các dòng khóa khác thì rất nhiều, riêng dòng khóa oval này thì rất là ít và rất là hiếm này. Anh chị nào mà đặc biệt anh chị nào mà con zin này, đấy, thì nên những cái con này rất là đẹp anh chị nhé. Thì cái này em xin phép đánh mã nhé. Như em đã nói, con này có tổng chiều dài của nó là 1m25 cả nhà mình nhé, có chiều dài 1m25. Mặt sau thì họ để thô nhé, sản xuất họ để thô hết anh chị nhé, để thô và được là nhuộm. Ở đây có đóng chữ là made in USA đây. Con này được sản xuất tại Mỹ anh chị nhé, hàng Mỹ nòi anh chị nhé. Thì em thỉnh thoảng mới về được một ít thôi anh chị nhé. Giá là 800 nghìn anh chị nhé. Em đánh mã. Mã này là mã 2, qua của em lên giày là mã 235. Con này là 237, 236 anh chị nhé. Mã 236 này. À, mã 136 anh chị nhé. 136, dạ, mã 136 này. Đấy, nó có chiều dài 125, 1m25 này, nhân bản 3.5 nhé. Nhân bản 3.5 nó có giá là 800k, chưa bao gồm với ship anh chị nhé. Anh chị cố gắng nghe và xem kỹ những gì em nói em video kênh anh chị nhé. Đó, mã 136, anh chị chốt hàng báo cho anh, cho em nhé, cho anh một con device và mã bao nhiêu nhé. Con này có mã 136, dài 1m25, bản 3.5, giá 800 nghìn chưa bao gồm với ship anh chị nhé. Độ mới còn 90%. Đó. Và tiếp theo là em lên một con device, à LV. Con LV thì để em báo thông số cho các anh chị nhà mình. Con này nó có chiều dài 1m15 anh chị nhé. Bản là bản 3.7. Một con device. Con này là hàng 24K. Con này là da bò thật 100% anh chị nhé. Nó cực là đẹp.
nó còn đẹp. Cái này bằng đồng nha, bản bản full bản. Con này là Louis Vuitton, Louis Vuitton nó dập rất là rành mạch ở đây Paris và 24K anh chị nhé. Đó, anh chị có thấy không, nó rất là sắc nét đó. Khóa nó rất là đẹp và rất là sắc nét luôn anh chị. Khóa nó phải sắc nét và nó phải khôn như thế này anh chị nhé, nó phải khôn như thế này nhé, mới là hàng si anh chị nhé, nó phải khôn như thế mới là hàng si. Anh chị mua hàng của những bọn em bán online này nó rất là dễ, bởi bọn em đi chốt hàng, đi đặt hàng là họ chỉ có chụp ảnh một loạt thôi anh chị nhé. Đấy, thì về thì mình may mắn thì được, mình được những con đẹp anh chị nhé. Đấy, may mắn thì đẹp những con đẹp, được những con đẹp, mặc dù là mình đặt hàng đẹp tiền cao rồi nhưng đôi khi vẫn thua anh chị nhé. Đó, thì đây là mặt phải của em đó, dập dòng phân cello này, piano này. Đấy, ở đây có dập chữ là NV này, rất là rành mạch anh chị nhé. Con này nó tổng nó có chiều dài là 1m15 cm, 1m15 cm anh chị nhé, 1m15 cm bản 3.7, có màu lâu anh chị nhé, có màu lâu này, em lên mã là 126 nhé, mã 126, mã 126 cả nhà này, à 127 chứ, 127 xin lỗi, 27 này. Nó có chiều dài là 115 này, bản 3.7 cả nhà nhé, giá là 1.600.000, giá là 1.600.000, giá là rất là rẻ rồi, cái giá này là, với cái hàng này nó rất là rẻ rồi anh chị nhé, rất là rẻ rồi. Hôm lâu rồi em cũng bán một con Hermes, bán một con Hermes ở đây em cũng là nói thêm thôi, bán một con Hermes cho một cái bác mà hàng rất là đẹp, thì về bác có bảo là cái này là không phải là da thật, à không phải là da thật, mà nói dễ dễ nghe nó là da tự nhiên, tức là gọi là da bò hay da bê gì đấy. Đấy, thì anh tưởng hàng đắt tiền nó phải là da đấy. Em xin thưa các bác kính, thưa các bác có biết là những cái dòng LV có những cái túi của nó tới vài nghìn đô, vài nghìn đô thì các bác nhẩm nó tính bao tiền Việt, bản thân nó không được sản xuất từ da tự nhiên, tức là da con thú nhá các bác nhé. Các bác là bác mở bác này, bác có đăng ký kênh của em đó, bác có xem được thì bác cũng, cũng mong bác cũng thông cảm. Có những cái sản phẩm của các cái hãng rất là nổi tiếng mà hàng xa xỉ nhưng không được sản xuất ra từ da tự nhiên, tức là da con bò, con trâu hay con bê, con nghé nhé, mà nó là một dòng da tổng hợp cực kỳ cao cấp, bác phải hiểu như thế nhé, chứ không phải cứ cái loại đắt tiền nó sản xuất từ con. Tại sao cái thắt lưng 100% da bò nguyên tấm luôn, nó cắt luôn cho bác ở chợ luôn, nó bán cho bác có 200.000 thôi, bác có biết không, dài miên man, dài 1m4 bản 3.5, nó bán cho bác có 200.000 cái thắt lưng da bò thôi, bác phải hiểu như thế bác nhé, bác phải thông cảm. Tại sao người ta bán mà cái những cái sản phẩm ví dụ như cái túi, những cái túi mà bản thân nó không phải là da thật đó, nó vài triệu đồng, thậm chí đến vài chục, thậm chí đến cả tỷ đồng cái túi, làm lại nàn màn mất rồi. Em nhắc lại là mã 127 giá mã 127 này, có chiều dài 1m15 này, bán 3.7, giá 1.600.000 anh chị nhé. Anh chị nào ưng thì chốt nhé anh chị nhé, thực sự mình cảm thấy mình cần thì chốt nhé. Mã vàng 24K, mã là V. Em xin phép được qua tiếp một món nữa, vẫn là NV. Hôm nay em là người rất là may mắn mà em về được mấy con như thế này, thật sự là may mắn các bạn, chứ không phải muốn mua mà có đâu. Con này cũng 1m, con này 1m16 bản 3.7, 1m16 bản 3.7, con này thì nó đẹp hơn ở chỗ như này các bác ơi, đó các bác có thấy không, nó đẹp hơn ở cái bảng như này đây, nó dọc cái ô chữ ở đây, cái bản này full này nó rất là ít các bác nhé, nó rất là hiếm đó, nó rất là hiếm các bạn đó, nó rất là sắc nét đấy. Như do này em là tay quay nghiệp dư cho nên là có lẽ là các bác cũng chưa xem, vẫn chưa chưa thỏa đáng, chưa thỏa mãn đâu, chưa chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của nó đâu. Mặt phải thì dập vân, dạng vân piano đây, em không biết em có đọc cái từ nó có đúng không, các bác thông cảm. Trong quá trình bán hàng thì có những câu từ em nói nó chưa chuẩn thì cũng mong các bác hết sức thông cảm. Mặt trái thì được mài nhẵn,
nhưng không được làm bóng anh chị nhé. Đấy. Một cái bản thắt lưng quá đẹp luôn, cực đẹp luôn, đáng đồng tiền bát gạo. Con này cũng 1,6 triệu cả nhà nhé, cũng giá 1,6 triệu, dưới 1,6 triệu là em không bán được các bác nhé, dưới 1,6 triệu là không bán được. Còn các bác nào mua ở shop nào mà giá nó thấp hơn thì các bác cứ mua mã 128 này, 28 này, bản là mà có chiều dài là 116 này, đúng rồi, 116 cả nhà nhé, nhân 3,7 này, giá 1.600k, giá 1.600k nhé, nó đáng đồng tiền bát gạo không ạ? Đó, nó đáng đồng tiền bát gạo. Em cho các bác xem một cái con này, này. Em không biết em có ở đây nhưng mà nó ở đâu. Cho các bác xem một con, bác chờ em một xíu em tìm nó ở đâu cho các bác xem. Cho một các bác xem một cái con hàng phết, một con hàng LV hàng phết cho các bác nhé. Đó, các bác nhìn đấy, các bác nhìn nó có thấy nó mảnh khảnh không, những cái đường nét nó không mang dáng vẻ cái kia, nó phải bùm đấy, nó sắc nét, nó khôn, nhìn nó khôn nhưng nó phải bùm các bác nhé. Và bên này các bác nhìn này, cái chữ của nó có nhòe không đó, cái chữ của nó này mà nó không 24k, những cái này rất là mỏng manh này, những cái đường này nhìn nó rất là dại các bác nhé, nhìn nó rất là dại các bác. Đó, nhìn nó rất là dại, các bác mua phải chú ý nhé. Không còn những cái dòng vân này, nếu là khóa này nhé, mà nó là dòng canva như thế này thì nó khoảng độ trên dưới 10 triệu, mà nó tùy vào độ mới các bác nhé. Đấy, đây là một cái dòng hàng phết này nhé. Đó, cái khóa này các bác, cái này nhìn nó cũng rất là đẹp các bác nhé, rất là đẹp, nhưng giá nó chỉ có 300.000 thôi, nhưng cái này nó tận 1,6 triệu các bác nhé. Đó. Đấy, bác nào mà ưng cái này thì báo em nhé, giá có 300.000 thôi. Đó. Đây là một cái hàng phết này, hai cái các bác nhìn. Đó. Các bác nhìn hai cái, các bác nhìn hai cái đó là mã thứ ba, em review mã thứ bốn này. Em review hàng hơi lâu, các bác cố gắng xem hết video của em nhé, để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất ở nhà nhé. Quá trời luôn các bạn, con này là 1m16 bản 3,7, em đánh đồng hồ em hơi quên. Một cái này là 1,18 này, 1,18, con này 1,19, 1,16 nhân 3,7 này, giá 1.600k. Em đảm bảo là về các bác ưng luôn các bác nhé, về các bác ưng luôn. Đó, về các bác ưng luôn, bản xịn luôn các bác nhé, bản xịn luôn, bản siêu tầm luôn đấy các bác nhé. Đó, và đây cái này mặt phải của em đây, mặt phải của em đây các bác. Đó, mặt phải của em đây các bác, mặt phải của em đây. Và đây mặt trái luôn. Đây cái này là có 4 lỗ các bác nhé. Này 4 lỗ. Lỗ này đục rồi. Còn chưa đấy. Người ta chưa sử dụng nơi này. Đây và giữa có dập. Đây núi vi tông Paris này các bác này. Đó, con này họ có dập, có con thì dập, con thì không các bác nhé. Em nhắc lại là mã 119 này. Chiều dài 1m6 này, bản 3,7 giá 1,6 triệu cả nhà nhé. Giá 1,6 triệu nhé. Bác ưng con nào thì chụp màn hình báo em nhé. Cục màn hình báo em lên tiếp một con hợp mét này, con hợp mét cũng có chiều dài là 1m16 bản 3,7, con hợp mét hàng xịn luôn. Đó, em này để này nó trái mất đẹp. Đó, đây là mặt phải của em nhé, ở nhà nhé, mặt phải của em nhé. Đó, và mặt trái của nó đây, mặt trái của em đây, đây có chữ Hermès Paris đây, made in France, con này được sản xuất tại Pháp của nhà nhé,
và sản xuất tại Pháp. Tất cả là đều hàng luồn trong hết các bác nhé, hàng luồn trong hết không phải luồn ngoài nhé. Em luôn thử cho cả nhà cả nhà mình có thấy cái đầu nó, cái đầu được giấu bên trong này các bác này, giấu bên trong này nhá, giấu bên trong này nhá, đó. Mã 120 các bác cả nhà nhé, 120 116 nhân 3,7 này, giá 1.200k này, giá 1.200.000 cả nhà nhé. Nhắm nhắc lại này, mã 120 có chiều dài 1m6, bán 3.7, giá 1.200.000 nhé. Em lên tiếp một con Hermes xịn, hàng xịn nữa, này toàn hàng xịn, hàng VIP các bạn, đó, toàn hàng xịn, hàng VIP, các bạn nhìn thì các bạn biết rồi. Đây là mặt phải của em đó, đây phải của em đây. Con này có gam màu đen này, con vừa nãy là gam màu lâu, con này có gam màu đen này. Đấy, cũng có chiều dài 1m16. 1m16 bản 3.7. Bản 3.7 cả nhà nhé. Ở đây cũng có dập logo thương hiệu của nhà sản xuất. Các cái thông số đây. Cũng là dây luồn trong hết các bác nhé. Cũng là dây luồn trong hết. Mã 121. này bản con 116 này nhân 3,7 này, 1.200k cả nhà nhé. Em nhắc lại này, mã 121 bản 3.7 có chiều dài 1m16, giá 1.200.000 cả nhà nhé. Em lên một con búp bơ rì, này em cho chiều dài nhé. Em đo từ khóa luôn nhé. À, con này 1m24 phân. Con này có chiều dài 1m24. Một con búp body cực đẹp luôn các bạn. Bản 3D. Một con búp body cực đẹp luôn các bạn nhé. Khóa đây này. Cực đẹp luôn cả nhà. Nó đẹp lắm. Đây là hình con ngựa hay gì đây. À, đúng không? Mặt trái của em nó đây, mặt trái của em đây, đó. Con này tổng thể có gam màu đen cả nhà mình nhé. Đây là dập hình con ngựa hết, nó có gam màu đen cả nhà mình nhé, nó có gam màu đen. Đó. Con này năm lỗ cơ bản cả nhà nhé, con này năm lỗ cơ bản và đây cũng dập chữ Burberry ở đây, ở phần này. Đó. Con này cũng có chiều dài là 1m 24. Con này có chiều dài 1m24. 122 này. Có chiều dài 124 này. Nhân 3,7 này. Giá cũng 1.200.000 đi nhà nhé. Em bán giá giao new. Tiếp theo còn một con thịt vai nữa, cũng có mặt khóa dạng oval. Mặt khóa dạng oval giá 800.000. Cái này đồng dài 1m25. Dài 1m25, ra thì ra bỏ ý các bác nhé, ra thì ra bỏ ý này, đó. Đằng sau là họ để thô cả nhà nhé, sau này họ để thô hết, made in USA này, đó. Dài 1m25, bác nào mà ưng cái này thì chốt nhé. Mã 123. Mã 123 này có chiều dài 125 nhân 3.5, giá 800.000. Nhân nhắc lại là mã 123 có chiều dài 1m25 bản 3.5 giá 800.000 nhé. Con này lên quần jean em bao đẹp luôn, em bao đẹp luôn, rất là hiếm. Hôm nay lên toàn những bản đẹp vào nhà nhé, toàn những bản đẹp thôi. À, cô bác anh chị, con này là con cuối cùng video ngày hôm nay của em. À, em rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của cô bác anh chị gần xa. À, xin chào, hẹn gặp lại anh chị ạ. Anh chị qua kênh ghé xem thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.